Cưng Điện Tử Giao Phát xin chào anh chị ạ. Hôm nay chúng ta sẽ đến gia đình của chị bé ở Trảng Bom, Đồng Nai để chúng ta giao cho chị một cái cưng heo gia đình anh chị ha. Dạ rồi. Chị, mỗi lần mà mình để cái cân ở một vị trí mà thằng cân heo á, nếu mà mình kiểm tra cái cân nó bị gập ghềnh không? Ha, nếu mà gặp thì mình tăng đơn với cái chân đế thì em ha. Là nó rồi, nó thăng bằng rồi đó. Sau khi nó thăng bằng rồi thì bấm cái nút on này nè. Rồi chờ nó khởi động. Trong quá trình khởi động thì mình đừng có chạm tới bàn cân ha. Dạ rồi, khi mà nó về 0.0 rồi á là mình đứng mình cân thôi. Ví dụ chị đứng lên chị thử cân giùm em với. Rồi, chị thử nhúng lên nó nhảy số không? Rồi. Thì cái cân này nó có hai tính năng cân thông thường với tính năng cân heo chốt số. À, nếu mà mình cân sau khi mình cân heo xong á mà mình dùng chính cái cân này để cân nông sản á, cân cao su cà phê vậy đó thì mình cân như thế này ha. Còn nếu mà cân cân heo chốt số thì mình sẽ bật cái tính năng chốt số nó lên. Rồi, bây giờ em nhờ chị đứng lên lần nữa coi. Rồi. Chị nhúng thử coi đó, như vậy đó là nó ổn định xong là số nó khóa là chị ha. Dạ, sau khi mình lấy con heo xuống á thì nó số nó sẽ trở về zero lại bình thường. Dạ, đơn giản nó vậy thôi chị ha. Cũng như trong trường hợp mà mình đang cân mận heo nó thải phân ra đó, nó làm cho cân nó 0.2, 0.4 gì á là chị bấm cho em cái phím màu xanh lá cây á. Bấm bỏ ra đi. Dạ đúng rồi, bấm bỏ đây. Đó. Đây gọi là bấm bỏ đó. Dạ. Là nó trở lại bình thường. Dạ, chị tắt đi chị, bấm thử cho em thao tác cho em yên tâm đi. Rồi, khởi động lên đi chị. Dạ, nút xanh, khởi động là nút xanh. Dạ, chưa luôn, phải bấm cho nó sáng màn hình cái này buông tay. Rồi, vậy đó, là buông tay. Trong quá trình khởi động thì cứ để cho nó khởi động xong chị ha. Rồi, vậy đó là mình cân thôi. Trên cái cân này nó có biểu tượng móc pin nè chị. À, khi nào mà nó còn một đèn á mình rút dây điện ra, dây điện phía sau lưng á mình cắm sạc cho nó khoảng chừng 4 tiếng là đầy pin rồi nghe chị. Dạ đúng rồi, cắm giống như cắm điện thoại sạc nuôi ai ngày xưa vậy đó, nó cũng chớp 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 cục pin nó vui lắm. Dạ đúng rồi. Dạ. Điện tử Gia Phát cảm ơn chị bé ở Trảng Bom, Đồng Nai rất là nhiều đã tin tưởng và chọn mua cân điện tử JVKI520 để cân heo chốt số. Và anh chị ở Trảng Bom, Đồng Nai và các tỉnh lân cận xem xong video này mà cảm thấy cái cân này nó đúng với nhu cầu sử dụng của mình và mình cần mua nó thì cũng hãy gọi nhanh đến số điện thoại hotline hiển thị trên màn hình, đó là 0909899833, thì kênh Điện tử Gia Phát sẽ báo giá tốt nhất và giao cân nhanh nhất đến anh chị ạ. Xin cảm ơn ạ.